trò chuyện với chúng tôi. Lê Giang cho biết những năm qua, cô không có người đàn ông nào bên cạnh. Trải qua nhiều sóng gió, giờ đây nữ nghệ sĩ đang tận hưởng cuộc sống đủ đầy bên ba người con. Lê Giang sinh năm 1972, được biết đến là nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ hài. Cô từng có thời gian vắng bóng vì sang nước ngoài sinh sống, sau đó trở lại và được yêu thích nhờ sự duyên dáng khi xuất hiện trong các chương trình truyền hình hay các vai diễn trong phim của Trấn Thành như Bố Già, Nhà Bà Nữ. Trong cuộc trò chuyện, nữ nghệ sĩ 7X rưng rưng nước mắt cho biết từng có lúc cô nghĩ nghệ thuật đã bỏ mình. Trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân và nhiều sóng gió đời tư, bị cho là nghiện dao kéo, Lê Giang giờ đây đã có một cuộc sống hoàn toàn khác ở tuổi 51. Tôi chưa bao giờ nhờ Trấn Thành nâng đỡ. Liên tục xuất hiện trong các phim do Trấn Thành sản xuất, đạo diễn như Bố Già, Nhà Bà Nữ. Nhiều khán giả cho rằng Lê Giang may mắn khi gặp được Trấn Thành. Chị phản hồi thế nào? Nói tôi may mắn khi gặp Trấn Thành là đúng. Trấn Thành là người đào sâu tôi, hiểu tôi nhiều nhất và biết tôi có khả năng diễn những kiểu nhân vật nào. Tôi rất biết ơn Trấn Thành vì thời gian qua đã làm rất nhiều phim, tạo ra những vai diễn hay để tôi thể hiện, giúp tôi để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Có nhiều đạo diễn mời Lê Giang đóng phim, nhưng mặc định Lê Giang sẽ đóng hài. Người ta chưa nghĩ đến chuyện tôi có khả năng diễn một vai bi, vai khổ hay bất cứ vai nào khác. Trấn Thành thì biết tôi có thể diễn được đến đâu. Bên cạnh đó, tôi cũng có năng lực. Tôi nghĩ rằng nếu tôi diễn không được thì Trấn Thành chắc chắn không mời. Cơ duyên nào chị và Trấn Thành quen biết để rồi có sự kết hợp ăn ý trong điện ảnh như hôm nay? Tôi quen biết Trấn Thành từ khi Thành chưa nổi tiếng. Khi đó, Thành rất thích cách diễn của tôi, cứ rủ rê tôi đi tấu hài. Thành còn qua nhà chờ tôi đi ăn, khoe kịch bản. Thật sự có nhiều lúc tôi cũng lười, không sốt sắng lắm. Đến khi tôi đi nước ngoài sống, Thành đi diễn thì có gặp tôi. Lúc đó hai chị em nhìn nhau từ xa mà xúc động vì thân nhau mà lâu quá không được gặp. Trấn Thành cũng có kêu tôi về Việt Nam làm việc lại, Thành và mọi người sẽ giúp đỡ. Không chỉ Trấn Thành mà nhiều đồng nghiệp ở Việt Nam và khán giả luôn ủng hộ, thôi thúc tôi về. Cũng nhờ đó, năm 2015, tôi quyết định trở về Việt Nam. Trấn Thành đã giới thiệu cho tôi nhiều game show, từ đó hai chị em làm việc với nhau và đi cùng nhiều show. Thật sự khi đó tôi vừa vui, vừa bất ngờ khi vừa trở về đã có tiếng thơm. Sau khi hoạt động sôi nổi ở game show một thời gian, tôi tham gia web drama rồi bước sang điện ảnh. Tôi không dám tin khi mình mới trở lại được nhiều người đón nhận. Cứ mỗi lần có phim mới, tôi lại có thêm nhiều người yêu mến. Thân thiết là vậy nhưng chị từng chia sẻ đóng phim Trấn Thành rất áp lực. Vì điều gì? Tôi tự tin bản thân vào vai rất nhanh. Cảm xúc của tôi cũng từ bên trong. Chính vì thế, đạo diễn giao cho tôi vai nào thì họ đều biết tôi diễn được vai đó. Mọi người cũng biết tôi là diễn viên hài, diễn xuất bộc phát theo cảm xúc. Tôi không khuôn khổ được. Vậy nên khi làm phim với Trấn Thành, lúc nào tôi cũng có phần áp lực. Khi đóng phim của Trấn Thành, lời thoại thì ra tới phim trường tôi mới được nhận. Vậy nhưng, khi quay lời thoại cũng được sửa liên tục. Thoại có nhiều văn vẻ là vấn đề rắc rối với tôi. Phần vì tôi không nhớ được nhiều mà lời thoại phải chính xác nên khi vào quay, tôi căng thẳng lắm. Tôi cũng tự cảm nhận mình đa tài, diễn bi, hài, mọi thứ đều được. Vấn đề khó ở đây là về lời thoại có câu chữ rắc rối thôi. Trước đây tôi cũng có nói với Trấn Thành là tôi sợ thoại rắc rối. Thành nói chị phải dáng chứ, chị làm được mà. Có người thắc mắc có bao giờ chị nhờ Trấn Thành nâng đỡ các con của mình là Duy Phước và Lê Lộc. Tôi không bao giờ nhờ Trấn Thành hỗ trợ hay nâng đỡ cho hai con của tôi. Tôi cũng cam đoan chưa bao giờ nhờ Trấn Thành nâng đỡ mình. Các con tôi đang từng bước đi lên bằng chính đôi chân của mình. Tôi cũng cảm thấy các con đang phấn đấu và thể hiện rất tốt. Tôi có nói với các con cần gì thì mẹ hỗ trợ chứ còn gửi người này người kia thì không. Không chỉ riêng Trấn Thành mà tôi cũng chưa bao giờ xin xỏ ai. Tôi nghĩ nếu mình xin thì liệu mình làm có được hay không? Cứ để người ta thoải mái mời mình. Ai thấy tôi có khả năng, hợp vai thì cứ mời. Chứ tôi không quen với chuyện nhờ vả, xin xỏ. Năm qua, Lê Giang nhận được giải thưởng điện ảnh lẫn huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu kịch. Chị có nghĩ rằng mình gặt hái thành công hơi muộn? Lúc cuộc sống khó khăn, phải sang nước ngoài sinh sống, tôi thất vọng nhiều lắm, tưởng rằng nghệ thuật đã bỏ mình.
có khi đi coi hát. Tôi nghĩ tại sao mình lại phải coi hát trong khi lẽ ra phải đứng trên sân khấu chứ? Khi đó tôi tự ti nhiều lắm. Nhìn đồng nghiệp được giải này, giải kia, tôi cũng ham lắm nhưng không nghĩ sẽ có được đâu. Vậy mà năm vừa qua, mọi thứ vượt kỳ vọng của tôi. Tôi thật sự mãn nguyện vì đã có nhiều thành tích. Thời gian tới, tôi sẽ chọn lọc hơn các dự án mình tham gia, để khán giả không nói đi đâu cũng gặp bà Lê Giang cười. Với lại tôi cũng có tuổi nên vừa làm vừa giữ gìn sức khỏe. Tôi từng sợ giao kéo nhiều sẽ không đóng được phim điện ảnh. Lê Giang có sự đồng cảm nào với nhân vật bà bán bánh canh trong phim Nhà Bà Nữ? Cũng từng đổ vỡ hôn nhân và có con gái giống mình ngoài đời. Tất nhiên có. Bình thường tôi cũng là người mau nước mắt. Có những chi tiết trong phim cũng chạm tới tôi. Vì đó là những chi tiết đời thường. Chẳng hạn phân cảnh tôi ngồi nói chuyện với Nhi Uyển Ân thủ vai, phóng viên. Giống như tôi ngồi nói chuyện với Lê Lộc ở ngoài đời. Những tâm sự, những lời nói tôi nói với Nhi trong phim cũng giống như là những lời tôi muốn nói với Lê Lộc ở ngoài đời. Tôi nghĩ người mẹ nào cũng thế. Đều mong muốn con mình có tương lai tốt đẹp, hạnh phúc bên người bạn đời. Tôi cũng trải qua nhiều chuyện, từ sướng tới khổ. Tôi lấy những bài học đã trải qua để dạy con. Vai diễn của chị trong phim hay áp đặt, can thiệp vào cuộc sống của các con. Còn ngoài đời thì sao? Tôi chưa bao giờ nghiêm khắc với con. Ở nhà, tôi thoải mái với con cái, lắng nghe các con. Ý kiến của các con dù được hay không, tôi vẫn không gay gắt. Thật sự, có lúc các con tôi quen người này, người khác, trong lòng tôi cũng có chút dao động nhưng tôi không nói ra. Các con tôi lớn rồi nên cần được thoải mái quyết định. Lê Lộc đang ở chung với tôi. Vì thế, Lộc cần gì đều nói với tôi sẽ hướng dẫn. Tuy nhiên, Lộc thường tự suy nghĩ và tìm hiểu từ cuộc sống bên ngoài. Có những chuyện tôi không hướng dẫn, không dạy cho con thì những cô chú, anh chị diễn viên lớn tuổi bên ngoài sẽ hướng dẫn khi con tham gia các hoạt động nghệ thuật. Còn Duy Phước hiện tại không theo diễn xuất nữa mà đi theo hướng ca sĩ. Tôi thấy con cũng đang hoạt động tốt. Tôi có mua cho Phước một căn nhà kế bên nên cũng gần gũi. Tôi còn một con trai 10 tuổi tên Lúc. Bé cũng ở với tôi. Hàng ngày có bà ngoại chăm sóc bé. Tối thì có tôi. Con cũng ngoan. Ở tuổi này, bé đã nhận thấy được sự nổi tiếng của mẹ. Biết nhận xét, góp ý các vai diễn của mẹ. Hoạt động không ngừng nghỉ ở tuổi 50. Sức khỏe của Lê Giang thế nào? Tôi cảm thấy mình cũng lớn tuổi, nên sức khỏe có phần yếu. Thức khuya không được tốt. Mặc dù tôi cũng thuốc men bổ sung đầy đủ nhưng có vẻ do đã có tuổi nên cũng chỉ đỡ được phần nào. Tôi hiểu sức khỏe của mình. Bởi vậy mỗi lần đi phim mà quay đêm là tôi thường xin quay trước để có thể nhớ thoại. Chứ để khuya quá tôi không còn nhớ được gì trong đầu. Hoạt động nghệ thuật nhiều năm, Lê Giang nghĩ sao về quan điểm nghệ sĩ dễ lâm nợ vì quen lối sống xa hoa? Bản thân chị có từng rơi vào cảnh nợ nần, khốn khó. Tôi thấy làm nghệ thuật cũng có nhiều người khó khăn. Nếu ai có tên tuổi một chút hay gia đình khá thì đỡ. Nếu không thì có khi cát xê không đủ để mua quần áo nữa. Tôi cũng từng muốn mua sấp vải mà không có tiền. Thật sự, nghệ sĩ không phải ai cũng có mức lương cao. Người có tên tuổi thì khác, mà không có tên tuổi thì khác. Đi quay thấy nhiều nghệ sĩ trẻ ngồi đợi đến lượt diễn. Tôi cũng thương vì thấy hình ảnh của mình ngày xưa. Là nghệ sĩ, có tên tuổi thì đỡ, còn không có thì cũng hơi mệt. Nhiều người đánh giá Lê Giang ngày càng tươi trẻ, nhiều sức sống. Phải chăng hiện chị đang có tình yêu mới? Mấy năm nay, tôi không có người đàn ông nào bên cạnh. Lâu lắm rồi, tôi không còn cảm giác gì với đàn ông hay có suy nghĩ muốn kiếm ai để bầu bạn. Chắc tôi hết duyên với đàn ông rồi. Có người cho rằng nghệ sĩ khó hạnh phúc trọn vẹn vì chỉ có thể chọn giữa gia đình và sự nghiệp chứ không thể có cả hai. Chị nghĩ sao? Tôi thấy nghệ sĩ ngày xưa và bây giờ hơi khác nhau. Có thể do ngày xưa thu nhập nghệ sĩ không nhiều nên họ không có khoảng dành dụm cho những lúc khó khăn. Còn bây giờ, nghệ sĩ biết cách kiếm tiền hơn, biết tích trữ và lo cho cuộc sống hơn. Còn về hạnh phúc cá nhân, chuyện được hay không cũng tùy người chứ không phải ai cũng vậy. Trước đây, Lê Giang thường xuyên đăng tải ảnh gợi cảm trên mạng xã hội và vấp phải một số ý kiến trái chiều. Có phải vì sợ những lời gièm pha mà gần đây chị không đi theo phong cách quyến rũ nữa? Không phải vì lời người ta nói đâu, chỉ là do bản thân tôi thôi.
cũng như trong vài năm gần đây, tôi không muốn phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Một phần tôi biết mình đã có tuổi, phần vì tôi thấy sợ. Tôi cũng không hiểu suy nghĩ mình thay đổi thế nào, chứ ngày xưa bụng tôi có chút mỡ là tôi phải đi hút liền. Còn giờ thì tôi thoải mái về điều đó hơn. Đúng là có lúc người ta nói tôi mập như heo, nghe cũng buồn lắm. Nhưng thôi kệ, không lẽ cứ ai chê mình thì mình lại sửa. Mà có khi đang phát tướng, tôi sửa lại mất lộc. Giờ đây, Lê Giang có sự nghiệp thăng hoa, kinh tế ổn định, các con hiếu thuận. Chỉ còn mục tiêu hay mong ước nào cho tương lai? Tôi chỉ có một mong ước lớn là có sức khỏe thôi. Tôi cũng nhìn thấy nhiều nghệ sĩ khổ sở về già nên rút kinh nghiệm cho bản thân. Tôi là người hay lo xa, nên đã sắp xếp mọi thứ. Tôi luôn dự phòng một khoản vì sợ mình lớn tuổi. Về nghệ thuật thì tôi luôn muốn ngày càng có những vai nặng ký hơn. Vai trong Nhà Bà Nữ dù khó, có nội tâm nhưng cũng nằm trong khả năng của tôi. Tôi còn muốn có thêm vai diễn thử thách hơn nữa.